The Berkeley Thaudian là dự án căn hộ hạng sang tại khu phố Tây, Thảo Điền do Sơn Kim Land phát triển. Số lượng sản phẩm giới hạn chỉ 90 căn hộ hạng sang cùng những dịch vụ hiện đại. Không gian tĩnh lặng và môi trường sống yên bình tại khu Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Dự án căn hộ Berkeley tọa lạc tại số 177 xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Vị trí này được các chuyên gia bất động sản đánh giá là viên kim cương cuối cùng tại Thảo Điền. Đón đầu quy hoạch với hệ thống tuyến metro số 1 sắp vào giai đoạn vận hành đã hoàn thành hơn 90% và mở rộng đường song hành xa lộ Hà Nội tại thành phố Thủ Đức. Từ căn hộ The Berkeley Thảo Điền dễ dàng di chuyển nhanh chóng đến các tiện ích xung quanh như trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, nhà hàng cao cấp, trung tâm thương mại Vincom, công viên, khu vui chơi giải trí. Có vị thế độc tôn, The Berkeley Thảo Điền đang sở hữu một tầm nhìn bao quát thành phố cùng cảnh view trọn sông Sài Gòn lung linh, tạo nên một cảnh sắc giao hòa tuyệt mỹ giữa thiên nhiên và cuộc sống hiện đại. Hệ thống giao thông tại khu vực Thảo Điền đang dần được hoàn thiện giúp dễ dàng kết nối với khu vực xung quanh. Đặc biệt, tuyến đường sắt trên cao metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên giúp khu vực này gia tăng giá trị. Việc kết nối với trung tâm thành phố và các khu vực phía đông sẽ trở nên dễ dàng hơn. Các căn hộ The Berkeley được thiết kế với nhiều loại diện tích khác nhau, từ 1 đến 3 phòng ngủ và đều được trang bị đầy đủ các tiện nghi và thiết bị cao cấp như hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, phòng sinh hoạt cộng đồng, hầm đỗ xe. Tương tự như các dự án mà Sơn Kim Land phát triển theo chiến lược Luxury Boutique, The Berkeley Thaudian đáp ứng đầy đủ những yếu tố về vị trí đắc địa, thiết kế tinh tế và số lượng căn để đảm bảo chất lượng sống cho cư dân.